Xin chào các bác, xin chào chị và các bạn yêu mến Hoa Lan. Đây là cái kết quả của cái việc mà đi ra ngoài đường đó, nhặt được một cái lũa. Các bác thấy không? Cái lũa này thì hơi cứng các bác. Và được cấy một cái ki trầm. Trầm này thì không phải là trầm sáu mắt các bác, trầm này trầm thường thôi, cũng là trầm tím nhưng mà rất là thơm các bác. Trầm cũng khá là bền. Cái vấn đề là chúng ta chơi lan đó các bác thì sẽ tùy mỗi người thôi, nhưng mà quan điểm của em thì nó giá trị về tinh thần rất là cao, mặc dù nó không là mang lại về giá trị về tiền bạc rất là nhiều, nhưng cái niềm vui và cái tinh thần nó cho chúng ta nhiều điều mà có thể nhiều người chưa biết. Các bác lại bảo thằng này nói dóc đúng không? Thực ra là như vậy, bởi vì nếu như mà trong đông y thì khi mà uống thuốc thì các bác mới được các bác sĩ kê cho những cái loại thuốc mà khi chúng ta về xem lại thì ở trong đấy thì người ta nói ra là dưỡng tâm và an thần. Tây y thì họ chỉ chữa giảm đau và gọi là chỉ có tập trung vào những cái chỗ đau thôi. Thì tùy, nhưng mà cái vấn đề, các cái vấn đề về các cái bệnh, ngoài các cái bệnh khác về những cái vết thương rồi những cái gọi là về về vật lý ấy, thì con người chúng ta nó sẽ có phần phần tâm, và cái lĩnh vực đông y thì họ giải quyết khá là tốt, đó là dưỡng tâm và an thần. Thì trồng lan thì một trong những cái mà cũng vậy đó các bác, tức là không phải ai cũng có thời gian để chơi lan các bác nhé. Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để chơi lan, và không có ai, bây giờ thì em không nói đến giá nhá, không phải em nói đến giá, bởi vì giá thì bây giờ thì không có, nó không như ngày trước nữa đâu, nó thật sự các bác. Và sau những nhiều cái vụ xì căng đan thì tất cả chúng ta đã hiểu ra được cái giá trị của nó đúng không? Nhưng cái vấn đề là không phải ai cũng có cái thời gian để chơi, không phải ai cũng có cái quỹ thời gian, rồi cái độ kiên nhẫn để trồng và chơi những cái lan đó. Nhưng mà chơi lan thì giá trị tinh thần rất là cao, họ tức là nó sẽ mang cho cái tâm chúng ta nó khá là an, nó sẽ làm cho con người chúng ta rất là kiên nhẫn, và nó làm cho cái con người chúng ta nó gần với thiên nhiên các bác nhá. Nhưng với điều kiện nhá, với điều kiện là các bác phải trồng lan thuận thiên nhá, thuận thiên như kiểu em Nam đây, chứ không phải là phân thuốc, thấy các bác phân thuốc dữ quá. Đây, em Nam trồng rất là đơn giản ha, rêu này, đấy, cái một ít cái giá thể trồng lan kiếm và que tre cắm vào cái lũa này thì được khoan lỗ, trầm, thơm lắm các bác, thơm lắm, rượu 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 nhẹ. Đấy thì chơi chỉ để luyện lòng kiên nhẫn đúng không? Đấy, cái gì cũng phải tập luyện các bác, và lòng kiên nhẫn thì phải tập luyện, chờ đợi, chứ không thể một phút là lên tiên, kiểu như là mua vé số rồi ngày hôm trước ngày sau giàu được. Nhưng mà thực tế thì những nhà vườn họ trồng lan thì thực chất họ cũng là kiểu như là như vậy, họ chăm chỉ, họ cấy kỳ và lấy số lượng làm lời thôi. Nói chung là họ nuôi ra, họ cấy ra và họ chăm sóc. Tất nhiên là mọi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau. Nhưng quan điểm Nam đó là chơi lan là để luyện tính kiên nhẫn, luyện tâm bình thản và suy nghĩ tích cực. Bởi vì chúng ta có đủ thời gian, chúng ta có đủ cái đầu óc thư giãn thì chúng ta ngắm hoa nó mới đẹp. Chứ còn thật sự nói thật với các bác chứ, đang bực tức mà thấy con chó còn muốn đá thì làm sao mà chúng ta ngắm lan được đúng không? Đấy. Chúng ta phải có thời gian ha. Phải có thời gian, có không gian một chút nữa. Rồi có bạn chơi lan. Bạn thì những người ta hiểu thì người ta cùng ngắm thôi, chứ còn thật ra thì không phải
Bởi vì thì đối với người mà không biết thì họ có cảm giác thì cũng như cái bông hoa lạ ngoài đường vậy thôi, nó không có quan quan trọng đúng không? Họ chỉ quan trọng là kiếm được ngày bao nhiêu, nó không sao cả. Đấy là một trong những cái mà chúng ta mỗi người thì sẽ có một cái thú chơi khác nhau ha. Hàng này thì em Nam chơi lan và có thú vui đó là quay được những cái video clip nói chuyện với các bác, cứ nói chuyện vậy thôi, chứ còn tùy ai tin thì tin, ai nghe thì nghe, ai vui thì xem. Nhưng mà quan điểm của em Nam là luôn chúc các bác luôn sức khỏe nha, bình an, sức khỏe bình an hạnh phúc, luôn sống tích cực và đặc biệt là bình thản các bác nha. Chơi lan là bình thản, không có phải vội vàng gì hết, không phải vội vàng, và trong bình thản thì chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề các bạn, các bác trong bình tĩnh và bình thản thì giải quyết được rất là nhiều vấn đề, và đặc biệt là sức khỏe của chúng ta nó sẽ được cải thiện rất là tốt, ví dụ như là nội tạng đó, là nó ok đó, bởi vì chỉ có bình thản tâm an thì sức khỏe nó mới tốt được. Chúc các bác luôn sức khỏe. Em Nam hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ha. Các bác hãy comment ở bên dưới video. Nói chung là một buổi sáng thì cứ lảm nhảm nói chuyện với các bác vậy cho nó vui thôi ha. Như vậy là đủ vui rồi đó các bác. Em lại đi làm đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau ha.